hiếu cho người mẹ thì mình phải làm sao? À, bây giờ có tiền của vật chất thì ở nước ngoài thì không thiếu gì vật chất, à, cuộc sống rất là tốt. Sư phụ nghĩ là thôi bây giờ mình cứ, nếu mà mình cứ có vật chất đưa thì bao giờ cho đủ. Mà có vật chất đi nữa, cái tinh thần không ổn định thì cũng không làm được gì, không trả hiếu được cho cha mẹ. Cho nên sư phụ mới nói với bản thân mình thôi, chỉ có cách là mình đi tu mới đền ơn được cho người mẹ, đền ơn được tất cả những gì cho người mẹ. Vì nếu không đạt được sự khai ngộ, không tìm lại cái bản lai địa mục bên trong của mình, không nhận thức được cái trí huệ này, thì không bao giờ mình trả đền được những cái tình thương của một người mẹ đưa ban lại cho một đứa con. Tại vì cái này cũng là một việc mà sư phụ viết cái người mẹ này, người cái bài thơ người mẹ. Bởi vì hình như là sư phụ có một câu chuyện mà sư phụ cứ ấp ủ trong tâm mình. Lúc đó thì lúc sư phụ đi Ấn Độ, thì năm đó còn mình còn trẻ mà, thanh niên mà, đi vùng quê mà. Sau đó rồi sư phụ gọi là mình đi rồi xuống xe lửa, nó cũng hơi bị, Ấn Độ nó nghèo mà, xuống lửa nó bị kẹt đi. Rồi tự nhiên cái trên xe lửa có một người phụ nữ bị, có nữ có bầu, mà không biết làm sao mà bà ta phải sanh liền. Mà xe lửa đang chạy trên đường gì, ngừng cũng không được, giờ ngừng đi nữa, hai bên toàn là một giống như một cái sa mạc mênh mông mà thôi. Thì cái người phụ nữ họ sanh mà bây giờ đau đớn vô cùng, mà bây giờ trên xe lửa thì thông báo là có bác sĩ không, có y tá không, không có ai hết. Không có y tá, không có bác sĩ, mà kêu bằng bà ta vô cùng đau đớn. Mà bà ta ngồi trước mặt cái sư phụ nữa, giờ ta dời đi đâu, bởi vì cái hàng ghế đó là hàng ghế của sư phụ. Rồi bà ta thì ngồi trước mặt vậy, sư phụ phải đứng vậy, ta phải nép một bên, dành cái chỗ cái ghế của sư phụ cho bà ta. Thì lúc đó sư phụ thấy bà ta sanh bằng cái sự vô cùng đau đớn mà không ai biết, không có một người nào mà biết cách để đỡ đẻ cả, đỡ sanh những người phụ nữ gì, bà ta phải tự làm hết. Mà cái khoang của cái xe lửa này nó không phải là cái khoang sang nữa, mà xe lửa lúc bữa đó nó cũng vắng khách nữa, bà ta phải tự mình sanh con luôn. Rồi những người toàn là bảo vệ security toàn là nam không, không biết làm cái gì cho bà ta cả. Vậy đó, thì cũng có mấy người phụ nữ nữa, nhưng mà cái khoang đó, bữa đó sư phụ không biết tại sao, chắc cái nhân nghiệp gì của bà ta hay sao, chỉ có mấy người phụ nữ, mà mấy người phụ nữ già thì mình không nói, toàn là trẻ không nữa, mà chắc họ dùng quê, họ không biết cái chuyện gì xảy ra cả. Họ thấy máu me quá, họ chạy, họ bỏ. Rồi sư phụ ở bên cạnh đó, sư phụ mới môi cái ba lô của ta ra, ta lấy đồ, ta lao cho bà. Mà mình, sư phụ là người con trai không biết chuyện gì xảy ra. Mình chưa bao giờ thấy những người phụ nữ sanh kiểu này. Bà ta tự sanh, rồi bà ta tự cắt, kêu cắt, sư phụ lại cho bà ta những cây dao, cái kéo mà loại mà mình xíp lại đó. Sư phụ đưa cái đó cho bà ta luôn. Bà ta tự sanh con trong vòng chừng trên 2 tiếng đồng hồ. Tự sanh rồi tự cắt rúng cho con rồi ôm con luôn. Không ai phụ bà ta. Sư phụ là người đứng bên cạnh thì sư phụ biết làm cái gì. Vì lúc đó sư phụ mới khoảng chừng 19 hay là 20 tuổi thôi. Ta không biết làm cái gì hết. Chỉ bị đứng cách đó mình đứng nhìn thôi. Chứ bây giờ mình làm cái gì nữa, giờ mình không biết thì mình phải nhìn. Rồi chỉ phụ bà ta được cái gì thôi. Lúc đó sư phụ mới lấy quần áo của sư phụ để mà phụ nó cho bao đứa nhỏ lại thôi. Cho nên sau đó rồi tự nhiên sư phụ có một cái ấn tượng hoài, không ngừng, đúng là một người mẹ không cần biết cái dân tộc nào, cái bộ tộc nào trên cái thế giới này, mà người mẹ kêu bằng chịu nhiều gian truân nhất. Mà lúc đó sư phụ chưa là người xuất gia, là người tại gia, chịu người nhiều gian truân nhất, chịu nhiều cực khổ nhất và đau khổ nhất để sanh người con ra. Cho nên quý vị biết rằng cái ngày sinh nhật của sư phụ từ nhỏ đến giờ ta không bao giờ làm. Bởi vì ngày sinh nhật của ta là cái ngày đó sư phụ đặt cho người mẹ. Đó là bổn phận, đó là từ xưa đến giờ. Thậm chí bạn bè của sư phụ, ơ ngày sinh nhật của mày, sư phụ nói không phải, đây là không phải, đây là ngày sinh nhật của mẹ ta. Đừng bao giờ tặng quà cho ta, luôn luôn người nào cũng được tặng quà cho sư phụ.
Thì lúc sư phụ biết rồi đó, quà này là của mẹ chứ không phải là của ta. Bởi vì ngày này là ngày, tuy là ngày sanh của mình, mà cũng là ngày mà người mẹ thập tử nhất sanh. Cho nên sư phụ thấy những người phụ nữ đó rồi, sư phụ nói chỉ có con đường duy nhất mình đi vào con đường tu, con đường khai ngộ. Nếu không đạt được cái sự khai ngộ này, không biết làm sao trả đền được cái này đây. Bây giờ mình không thấy được lúc mình được sanh ra, bây giờ lớn lên rồi mình thấy người khác sanh ra một đứa con, thì bây giờ mình chắc ngày xưa y như vậy. Cho nên sư phụ mới đặt là chữ hiếu trên hàng đầu. Con ơi, mẹ là người tuyệt vời nhất, trong lòng con nhớ mãi dáng mẹ hiền. Tóc mẹ dài mượt mà ông à, đôi mắt nhân từ với nụ cười bao dung. Của con ơi, đã một đời vất vả, không như bao người phụ nữ ở trên đời. Áo bà ba bạc màu vì sương gió, đôi vai gầy gánh cả phần cha. Con còn bên mẹ hiền, nơi quê nghèo cuộc sống lắm gieo neo, là con trai nên mẹ yêu chiều, bao nhọc nhằn mẹ gánh hết cho con, bao nhọc nhằn mẹ gánh hết cho con. Nhìn mẹ khổ lòng con đau xót, nhưng biết làm gì để mẹ bớt gian truân. Nhìn mẹ khổ lòng con thương lắm, nhưng biết làm gì để mẹ đỡ lo. Chỉ có đi tu mới vẹn trọn đạo hiếu, chỉ có đi tu công đức mới đủ đầy, chỉ có đi tu mới tìm ra thiên đàng cho mẹ, chỉ có đi tu mới đền đáp ơn sinh thành, chỉ có đi tu mới tìm ra thiên đàng cho mẹ, chỉ có đi tu mới đền đáp. Bao người phụ nữ ở trên đời, áo bà ba bạc màu vì sương gió, đôi vai gầy gánh cả phần cha. Nhớ những ngày con còn bên mẹ hiền, nơi quê nghèo cuộc sống lắm gieo neo, là con trai nên mẹ yêu chiều, bao nhọc nhằn mẹ gánh hết cho con,
bao nhọc nhằn mẹ gánh hết cho con. Nhìn mẹ khổ lòng con đau xót, nhưng biết làm gì để mẹ bớt gian truân. Nhìn mẹ khổ lòng con thương lắm, nhưng biết làm gì để mẹ đỡ lo. Chỉ có đi tu mới vẹn tròn đạo hiếu, chỉ có đi tu công đức mới đủ đầy, chỉ có đi tu mới tìm ra thiên đàng cho mẹ, chỉ có đi tu mới đền đáp ơn sinh thành, chỉ có đi tu mới tìm ra thiên đàng cho mẹ, chỉ có đi tu mới đền đáp. Hãy nhấn thích video và nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube Master Rumor Official để nhận được thông báo về những thước phim mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị đón xem những phần tiếp theo.